Má lại sai nữa rồi. Ba chân tôi có làm gì không xứng đáng để má không chịu trao lại gia bảo cho tôi? Hay là má muốn tôi phải tàn độc hơn nữa? Hả? Kể từ hôm nay, cô chính thức là người nhà họ Quỳnh. Ta chỉ nhắc cô một điều, là cô phải sớm có con nói giỏi. Tuyết Mai, vợ Tuyết Mai đẹp. Má cũng đã cố gắng sắp xếp cho con vào 2 phút. Con biết má thương con, là lỗi của con. Ráng sống cho yên phận, anh nợ Thuận Hoa, rồi mọi chuyện cũng sẽ bằng yên thôi. Má! Mới là con rất lắm, mới là đặt bà sát ngu sát tử. Em thấy nhà họ Quỳnh rất rối quá, khó hầu khó hạ. Nếu em muốn yên ổn làm tròn bổn phận dâu con thì tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng. Rắn chưa thai da đâu, một khi dì Hai Lệnh còn sống thì con đàn bà như ngươi đừng mong trở thành chủ của cái Quỳnh gia này. Mẹ cô ra sao cũng được, nhưng nhà họ Quỳnh sau này sẽ trông cậy hết vào con. Dòng dõi ra nó họ Quỳnh không bao giờ tuyệt tôn tuyệt tử. Mẹ, tôi xin mẹ đừng bắt tôi phải rời xa mà. Người đàn bà này sẵn sàng bảo hộ bất cứ ai. Ông nghĩ bà ta sẽ tha cho ông hả? Đại Điền, có khi không còn đường lại nữa. Hãy đi càng xa càng tốt. Có phải nhà họ Huỳnh chỉ cần cháu, không cần con dâu?